chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nội thất rất đẹp do Mắt Home tôi trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nội thất của nhà chú Vũ Văn Nam ở phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tôi đã sử dụng Mắt Home và rất hài lòng về thiết kế thi công của Mắt Home. Phải nói là thiết kế thi công Mắt Home đẳng cấp vượt trội. Mắt Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Home qua số hotline 096-445-8888 hoặc 0828-133-333. Mắt Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Và trước khi mà chúng ta đến thăm căn nhà của chú Nam ngày hôm nay thì như thường lệ An dành ít phút đầu ha, nhỏ nhỏ thôi để nói lại về kênh YouTube của Mắt Home trước ạ. Mắt Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói và kênh YouTube của chúng tôi sẽ phát triển song song hai kênh chính. Đó chính là kênh Mắt Home với hơn 100.000 lượt đăng ký và kênh Nhà Đẹp Mắt Home đã hơn 1 triệu đăng ký. Cả hai kênh đều đã có dấu tích xác nhận của YouTube cho nên quý vị có thể xem là chúng ta phải chọn đúng kênh Mắt Home chính gốc quý vị ha. Và với Mắt Home của chúng tôi thì bên cạnh những mẫu nhà rất đẹp, chúng tôi còn giới thiệu luôn cho quý vị những mẫu nội thất. Bởi vì ngôi nhà sau khi xây xong bên ngoài rất đẹp rồi thì chắc chắn nội thất là vấn đề mà tất cả gia chủ phải quan tâm. Và với nội thất của Mắt Home thì chúng tôi cũng sẽ có rất là nhiều những mẫu khác nhau để quý vị có thể lựa chọn. Kênh YouTube của Nhà Đẹp Mắt Home đang rất là nhiều quý vị ơi, cho nên là nếu thích mẫu nào thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi nhé. Thời gian này chúng tôi đang có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, ví dụ là chúng tôi sẽ tặng ga gối chăn mền nè, hoặc là một máy hút mùi hiện đại, hoặc một bộ tranh treo tường khi quý vị ký kết hợp đồng thi công trọn gói nội thất với Mắt Home. Vì vậy đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi qua những số hotline nhé. Trở lại với ngôi nhà ngày hôm nay, chính là ngôi nhà của chú Năm ở Lâm Đồng. Thì đầu tiên sẽ cho quý vị xem qua về ngoại thất căn nhà này trước. Thì quý vị sẽ thấy đây là một căn nhà 2 tầng mái Nhật với thiết kế hiện đại. Đây là một mẫu nhà An nghĩ An hay gọi vui nó là mẫu nhà quốc dân đó quý vị. Bởi vì đây là cái kiểu nhà mà rất là nhiều những khách hàng của Mắt Home yêu thích, từ Bắc, Trung, Nam đều đã có xuất hiện ngôi nhà này rồi. Thì màu sắc căn nhà quý vị thấy cũng rất là bắt mắt, với là tông màu xanh, màu trắng, màu xanh ghi. Đây đều là những cái tông màu thịnh hành bây giờ. Và thiết kế hiện đại cho nên nhìn ngôi nhà rất là vuông vức, khỏe khoắn. Rồi lan can thì chúng tôi sẽ sử dụng lan can kính cường lực, mang đến tinh thần hiện đại cũng như nhìn ngôi nhà sẽ thông thoáng hơn. Đó chính là về ngoại thất của căn nhà này. Bây giờ hãy cùng Nhật An đến với phần chính chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là về nội thất của nhà chú Năm. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với không gian mà An nghĩ là luôn luôn đóng vai trò quan trọng. Đó chính là khu vực phòng khách. Ở đây phòng khách sẽ có diện tích là 36m². Và với phòng khách thì chắc chắn chúng ta phải bàn đến một cái vật dụng, đó chính là bộ sofa. Thì ở đây là bộ sofa chúng tôi sẽ có thiết kế, đó chính là một bộ sofa gỗ sồi với khung ở bên dưới là sẽ là gỗ sồi, còn bên trên chúng tôi sẽ bọc đệm cao cấp Italy có màu nâu đậm. Và cái điều đặc biệt của nhà của chú Năm là gì, quý vị có để ý không? Đó chính là chúng tôi sẽ đặt đến hai bộ sofa nhé, chứ không phải là một ạ. Ở phía bên này chúng tôi sẽ đặt là bộ sofa gỗ sồi như em vừa nói đó. Phía trước là có bàn trà cũng gỗ sồi luôn. Rồi một bên thì chúng tôi ốp thêm kính cường lực màu đen ở bên trên nè. Và nếu quý vị nhìn vào bên phía đối diện sẽ thấy ngay thêm một bộ sofa nữa. Bộ sofa này thì sẽ có phần khung, đó chính là khung sắt sơn tĩnh điện. Đệm ngồi chúng ta sẽ bọc vải nỉ, và vải nỉ này sẽ có màu trắng và màu ghi, nhìn rất là bắt mắt. Ở phía trước sẽ là chiếc bàn trà, với mặt bàn sẽ là đá trắng vân mây, còn phần khung bên dưới cũng là khung sắt sơn tĩnh điện. Nói chung là chúng ta thấy là hai cái bộ sofa sẽ hai phong cách màu sắc khác nhau và đặt ở hai vị trí đối diện với nhau. Thì có thể nha, gia đình họ yêu thích là cái cảm giác họ sẽ được ngồi rộng rãi hơn,
Cho nên là người ta trang bị hai cái bộ sofa, thì cái đó tùy theo sở thích của từng gia đình mà thôi. Trở lại với cái khu vực của cái bộ ghế gỗ đi, thì quý vị sẽ thấy là gần đó chúng tôi sẽ đặt là một kệ tivi. Với kệ tivi ở đây sẽ là được thiết kế là khung đều là gỗ MDF phủ melamine hết. Và chi phí cho một cái kệ tivi như thế này hiện tại trên thị trường nhé, là rơi vào tầm khoảng là hơn 2 triệu cho 1 mét dài. Ở cái phần vách phía sau mới là cái điều đặc biệt. Phần vách này thì chúng tôi sẽ ốp đá marble có màu trắng vân mây rất là đẹp. Hai bên thì sẽ là nhựa PVC giả lam gỗ. Còn hai bên ngoài cùng nữa đó chính là một cái kệ tủ. Ở đây thì cái kệ tủ này chúng tôi sẽ làm là kệ tủ trang trí. Có những phần thì chúng ta sẽ làm cái phần cánh được sơn màu trắng nè. Có những phần thì chúng ta chỉ để cái học tủ thôi. Và đều sẽ gắn đèn LED ở bên trong để tạo hiệu ứng trang trí cho không gian. Đó chính là về không gian đầu tiên, không gian phòng khách của căn nhà. Mới không gian đầu mình thấy rất là đẹp rồi nhé. Tiếp theo ta sẽ tiến ra phía sau và sẽ cùng tham quan. Đó là phòng bếp ăn với diện tích 30m². Với khu vực bếp thì quý vị để ý giúp An đó chính là cái kệ tủ bếp. Cái kệ tủ bếp của căn nhà này quý vị có nhận ra nó là hình gì không ạ? Cái kệ ở đây rất là lạ mắt ha, và được thiết kế đó chính là hình dạng chữ L. Và kèm theo đó là cái quầy bar ở phía trước, cho nên là nó sẽ biến thành hình chữ U. Đây cũng là một cái thiết kế An nghĩ rất là hay, và nó phù hợp với những căn bếp có diện tích rộng. Và chúng ta muốn nâng tầm căn bếp của mình thì đây là thiết kế quý vị có thể lựa chọn. Với thiết kế ở đây thì kệ tủ bếp chúng tôi đồng loạt xử lý đó là gỗ MDF phủ melamine. Phần cánh chúng tôi sẽ sơn 2K màu trắng ở một khu vực, còn lại một số khu vực khác thì chúng tôi sẽ phủ vân gỗ thôi. Và tường bếp thì chúng tôi sẽ ốp kính cường lực có màu vàng, rất là bắt mắt ha. Còn mặt bếp ở bên trên sẽ đá granite màu trắng vân mây. Và chi phí để thiết kế kệ tủ bếp thế này thì em xin báo giá cho khoang tủ lạnh đi ạ. Về khoang tủ lạnh thì nếu chúng ta làm từ gỗ chống ẩm an cường phủ melamine sẽ tầm gần 6 triệu cho 1 mét dài nhé. Nó sẽ đắt đỏ hơn cả những khu vực ví dụ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, bởi khoang tủ lạnh nó đòi hỏi cái sự chính xác rất là cao. Và sau khi nấu nướng xong chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực bàn ăn. Ở đây thì bàn ăn chúng tôi sẽ đồng loạt 100% chất liệu là gỗ sồi ha. Nguyên một cái bàn đều là gỗ hết. Và mặt bàn bên trên là bàn lớn rất là đẹp mắt. Và chiếc bàn này thì kích thước của nó vừa đủ để quý vị mỗi bên là 4 chiếc ghế, rất là thoải mái. Còn hai đầu nếu mà hai ghế nữa thì bộ bàn ăn này có thể đến 10 người ngồi là thoải mái luôn quý vị ha. Và chiếc ghế ăn ở đây thì cũng có phần khung chân là gỗ sồi, đệm ngồi sẽ bọc da cao cấp Italy có màu nâu đậm. Đó chính là về khu vực phòng bếp của căn nhà. Bây giờ hãy cùng nhau tiến đến khu vực gần đó, chính là phòng ngủ số 1 với diện tích 24m². Phòng ngủ này sẽ có một nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Với phòng ngủ số 1 này thì quý vị thấy là cái nét hiện đại rất là rõ ràng. Và cái tông màu của căn phòng này em cũng thấy rất là trang nhã quý vị. Đó chính là tông màu trắng, tông màu vàng, đây là hai cái tông màu chính ha. Ở đây ngay chiếc giường trung tâm chúng tôi sẽ đặt đó chính là chiếc giường gỗ MDF phủ melamine. Còn phần đầu giường, vách đầu giường rất là đẹp luôn. Thì ở đây chúng tôi sẽ ốp là quý vị thấy là gỗ đó, nhưng mà chúng tôi sẽ phủ acrylic cho nên nó có màu sáng bóng. Gỗ phủ acrylic hay còn gọi là phủ mica, nó sẽ giúp cho cái mảng tường hoặc là cái cánh tủ hoặc là những cái bộ phận của cái vật dụng đó nhìn nó sẽ sáng bóng hơn rất là nhiều. Và ở đây sẽ có một bộ tranh sắt trang trí nữa vô cùng cầu kỳ và đẹp mắt. Đó chính là phòng ngủ số 1. Bây giờ hãy cùng Nhật An tiến lên tầng 2 của nhà chú Năm. Không gian đầu tiên sẽ là phòng thờ với diện tích 19m². Phòng thờ ở đây thì bàn thờ, bàn cơm, vách phía sau chúng tôi đồng loạt xử lý là chất liệu là gỗ gõ đỏ để có cái tông màu nâu và màu đỏ, nó tạo cảm giác ấm cúng và cũng như trang nghiêm cho không gian. Hai bên chúng tôi sẽ có hai chú hạc bằng đồng nè, nhìn rất là bắt mắt và cũng mang đến những tài lộc may mắn cho gia đình. Với khu vực thờ cúng thì An luôn chia sẻ quý vị phải bố trí ở những khu vực mà thông thoáng. Ví dụ ở đây chúng tôi sẽ có một cửa mở ra ban công phía trước và có nguyên cái ô cửa sổ cạnh bên để đảm bảo cái sự thoải mái nhất cho gia đình khi mà sinh hoạt. Tiếp theo ta sẽ đến phòng sinh hoạt chung với diện tích 24m². Ở phòng sinh hoạt chung này chúng tôi sẽ đặt một chiếc ghế băng dài với khung gỗ sồi, còn phần đệm ngồi bọc da cao cấp Italy toàn bộ luôn quý vị ha. Và sẽ có màu nâu rất là đẹp mắt. Hai bên sẽ là hai chiếc ghế trang trí, hai chiếc ghế đơn cũng rất là đẹp. Và ngay chính giữa của căn phòng thì chúng tôi sẽ đặt một chiếc bàn trà. Ở đây là khung sắt siêu tĩnh điện, mặt bàn là sẽ là kính cường lực
cho nên là nhìn đúng với tinh thần hiện đại của căn phòng. Tiếp theo ta sẽ đến phòng ngủ số 2 của căn nhà với diện tích 15m2. Phòng ngủ số 2 này thì cơ bản về thiết kế nó cũng khá tương đồng phòng ngủ đầu ở bên dưới. Chỉ có điều phòng ngủ số 2 này thì An thấy cái chất liệu gỗ anh ở lên ngôi ha, nó sẽ được ốp lát cho nguyên cái tường của ngay cái khu vực đầu giường nữa quý vị ha. Chúng tôi sẽ ốp gỗ lên cao kịch trần luôn. Với phòng ngủ này thì quý vị nhìn giúp An đó chính là tủ quần áo. Tủ quần áo ở đây thiết kế là gỗ MDF phủ melamine và được sơn màu trắng toàn bộ. Ở phía trước thì chúng tôi sẽ làm là phần cánh kính, cho nên là nhìn tạo cảm giác nó rất là hiện đại. Rồi một bên này thì chúng tôi sẽ chừa lại là cái hộc tủ để quý vị có thể, ví dụ ở đây chúng ta đựng sách hoặc là những cái chậu cây nho nhỏ để mà trang trí trong căn phòng thì cũng rất là đẹp nhé. Tiếp theo ta sẽ đến phòng ngủ số 3 của căn nhà. Với phòng ngủ số 3 này thì quý vị sẽ thấy là có thiết kế cũng rất là đẹp. Ở đây chiếc giường thì chúng tôi sẽ bọc vải nỉ màu ghi ở bên trên, và đúng là cái tông màu ghi sẽ là cái tông màu được xuất hiện ở trong phòng ngủ này. Với phòng ngủ số 3 thì An khá thích cái chi tiết bàn trang điểm cạnh bên chiếc giường. Bàn trang điểm này thì khung là khung sắt sơn tĩnh điện, còn cái phần hộc ở bên trên sẽ là chúng tôi làm từ gỗ MDF phủ melamine, và ở đây sẽ sơn là màu ghi. Và chi phí cho chiếc bàn trang điểm như thế này là tầm từ 3 cho đến 4 triệu tùy theo kích cỡ quý vị mong muốn. Cuối cùng ta sẽ đến phòng ngủ số 4 của căn nhà. Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 24m2. Hình như đây là căn phòng ngủ có diện tích nó bằng với con phòng ngủ số 1 bên dưới và cũng là phòng ngủ lớn nhất quý vị ha. Và với phòng ngủ số 4 này thì cái điểm đặc biệt của nó là gì? Đó là bên cạnh chiếc giường, bên cạnh bàn trang điểm hay táp đầu giường thì chúng ta còn đặt thêm, ở đây chúng ta đặt vừa luôn là hai chiếc ghế ở ngay bên trong phòng ngủ. Thì nhiều quý vị thắc mắc, ủa tại sao ta đặt ghế ở trong phòng ngủ, làm gì cái này phải đặt phòng khách, phòng sinh hoạt chung chứ? Thì cái này nó tùy thuộc vào sở thích của gia đình. Có những gia chủ họ thích đặt thêm ghế ở trong phòng ngủ để mà có thể ngồi nhâm nhi một tách trà hoặc ngồi đọc sách, cho nên cái đó là tùy theo. Quan trọng là diện tích. Nếu diện tích của phòng ngủ quý vị rất là rộng rãi, thoải mái để bố trí thì nó sẽ giúp nâng tầm và nó khiến phòng ngủ quý vị sẽ đẹp lung linh, không thua kém bất kỳ không gian nào khác. Vậy là Nhật An vừa giới thiệu quý vị về ngôi nhà của chú Năm ở Lâm Đồng, một mẫu nhà có nội thất quá là đẹp quý vị ơi. Nếu quý vị yêu thích mẫu nội thất này mà muốn thiết kế tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắt Home với những số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Và xin nhắc lại, những chi phí nêu trong video đều là chi phí dự kiến, còn chi phí thực tế sẽ có sự tăng giảm tùy thuộc vào lựa chọn vật liệu cũng như thời điểm thi công công trình. Còn bây giờ, Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Sơn Mắc Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Màng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mắc Home, chọn sơn Mắc Home.